Ok, xin chào các bạn, mình là Nico và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiếc có tên là Traditionic Bus và Traditionic Visible Bus. Bus nó sẽ có dạng thế này. Rất là quen thuộc đúng không ạ? Còn Traditionic Visible Bus thì nó sẽ có dạng như sau. Tức là chúng ta sẽ thực hiện bus nhiều vòng quanh ngón trỏ. Để thực hiện chiếc này thì đầu tiên chúng ta cần phải tập Traditionic. Traditionic thì nó sẽ có dạng như sau. Như thế này thì nó cũng giống như là Sonic, nhưng mà thay vì Sonic thì chúng ta sẽ cho bus nó đi vòng qua như thế này, còn Traditionic thì chúng ta sẽ cho bus nó lăn qua ngón giữa luôn, lăn qua như thế này. Ok, sau khi chúng ta đã tập được Traditionic thì chúng ta sẽ tập back around reverse, tức là như thế này. Chúng ta sẽ kẹp bút vào đây và đẩy cho nó vòng qua ngón trỏ, đẩy vòng qua như thế này, đẩy vòng qua như thế này. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ tiến hành ghép hai chiếc lại với nhau, ghép Titanic và background reverse lại với nhau. Các bạn lưu ý thì khi mà chúng ta ghép, chúng ta sẽ cầm cầm bút nằm ở phần đầu như thế này. Nếu mà chúng ta cầm ở giữa thì chiếc nó sẽ không còn là Traditionic Bus nữa, mà nó sẽ trở thành Devil Around hoặc là Devil Sonic. Đây là Devil Sonic, còn đây là Devil Around. Các bạn hãy lưu ý ở điểm đó. Chúng ta sẽ cầm bút ở phần này, phần đầu của bút, và chúng ta sẽ Traditionic và background reverse. Như vậy thì nó sẽ tạo thành Titanic Bus. Thứ hai đó là Titanic Double Bus. Double Bus thì chúng ta sẽ bus hai vòng. Hai vòng thì nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ khi mà bus nó vòng qua ngón trỏ, nó vòng qua ngón trỏ đến đây thì chúng ta sẽ hất nhẹ tay để đưa bus trở về cái thời điểm nó vừa vòng qua ngón trỏ. Như thế này, nó sẽ rơi xuống đây và nó sẽ tiếp tục vòng qua thêm một lần nữa, nó sẽ tạo thành Traditionic Double Bus. Thế này, hất tay. Tiếp theo chúng ta sẽ tập Traditionic Triple Bus, tức là chúng ta sẽ bus ba vòng. Thì cũng tương tự như Double Bus, thì khi mà bus nó vòng qua đến đây thì các bạn sẽ hất hất nhẹ tay để bus nó rơi rơi phần này, thì nó sẽ tiếp tục vòng qua, và cứ như thế hất tay thì nó sẽ vòng qua. Ok, chúng ta sẽ thực hiện nó. Đó là Traditionic Triple Bus. Ở Traditionic Multiple Bus cũng tương tự, thì chúng ta phải có một khoảng thời gian tập luyện thì để chúng ta có thể điều khiển bút được linh hoạt trên tay, và phải dựa vào cảm giác để hất tay đúng thời điểm đúng lúc thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Một chút ở Traditionic Bus đó là chúng ta phải giữ được bình tĩnh khi mà mình thực hiện trick, vì tâm lý mà mình lo sợ thì có thể làm bút nó dễ dàng bị văng ra ngoài. Ta phải bình tĩnh, mình đừng chú trọng vào việc mình thực hiện được bao nhiêu x, bao nhiêu vòng, mà quan trọng là mình phải bình tĩnh khi mà mình spin. Thì ở Multiple Bus thì chúng ta cũng tập luyện tương tự như chúng ta tập Double Bus hay là Triple Bus, cứ hất tay khi bus nó vòng qua thì chúng ta hất tay như thế này, hất tay. Thì mình xin phép được dừng video hướng dẫn tại đây. Có gì không hiểu thì các bạn cứ comment hỏi, mình sẽ trả lời, hoặc là các bạn inbox Facebook Neko Kenaka-chan, mình sẽ hướng dẫn cụ thể sao. Cảm ơn các bạn đã xem video. Like và share.